thân mến, kiến trúc ngoại Nhật đang được rất nhiều gia đình ưa chuộng hiện nay với phong cách hiện đại, đơn giản, phù hợp với kinh phí của nhiều gia đình. Và hôm nay Tân Á xin mời các bạn cùng chiêm ngưỡng mẫu nhà 2 tầng ngoại Nhật được Tân Á thiết kế cho gia đình anh Tuấn tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Nhìn tổng thể bên ngoài vào, công trình được thiết kế đồng nhất giữa cổng chính và hệ thống hàng rào, tạo nên sự kiên cố và vững chãi cho công trình. Với những hình khối khỏe khoắn, vuông vức xếp chồng lên nhau, công trình hiện lên theo lối kiến trúc hiện đại, trẻ trung, tươi tắn. Bao bọc bởi phía trên là hệ mái Nhật có độ dốc vừa phải. Ngôi nhà sử dụng gam màu trắng nhẹ nhàng, tinh tế làm chủ đạo, kết hợp với màu xanh coban của hệ mái Nhật, tạo nên sự hài hòa, cân đối. Bậc ngũ cấp sử dụng đá granite có độ chịu cường lực cao, chống nứt vỡ theo thời gian. Hai trụ cột thiết kế vuông vức khỏe khoắn, điểm xuyết những đường kẻ chỉ âm nhằm tạo nổi bật cho sảnh chính. Cửa chính sử dụng gỗ lim nam phi khung pano kính, thay vào những mảng tường thô cứng là hệ thống cửa sổ sử dụng nhôm sinh pha kết hợp kính cường lực có viền màu xám đen nổi bật trên nền tường màu trắng, giúp hấp thu tối đa ánh sáng của tự nhiên. Theo công năng được chúng tôi bố trí như sau. Với diện tích là 8 x 13,9, căn nhà của gia đình anh Tuấn được chúng tôi bố trí mặt bằng kiến trúc tầng 1, gồm một phòng khách, một phòng bếp cộng ăn, một phòng ngủ, khu vực vệ sinh và sân ướt. Lên tới mặt bằng kiến trúc tầng 2 thì được chúng tôi bố trí một không gian phòng thờ, một phòng sinh hoạt chung, hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh và một sân phơi. Các bạn vừa tham khảo xong mẫu nhà 2 tầng mái Nhật được Tân Á thiết kế cho gia đình anh Tuấn tại Hà Tĩnh. Hy vọng thông qua mẫu nhà vừa rồi, các bạn sẽ có thêm một gợi ý cho tổ ấm trong tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy nhấc máy và gọi hotline cho chúng tôi 0944 784 333 để được tư vấn và hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại!